Vũ bị bắt quả tang với gái lạ, trong tập 41 về nhà đi con, phát sóng tối mùng 10 tháng 6, Vũ nhắn tin qua lại và đột ngột bỏ đi với cô nàng mới quen trong chuyến trăng mật với Thư, trong tập 42 về nhà đi con, phát sóng tối nay, ngày 11 tháng 6, Vũ và cô gái lạ trong lúc đang quấn lấy nhau trong phòng khách sạn thì bị hai gã đàn ông đạp cửa xông vào và dơ điện thoại lên quay, một trong số đó nhận là chồng của cô gái và Vũ, không còn cách nào khác đã đổ cho cô nàng là người chủ động dụ dỗ anh, trong khi đó. Liệu hướng chọn cái tát từ con gái của người đàn ông bị Khải tông xe ở tập chức do ăn nói hồ đồ. Còn Khải trong lúc túng quẫn đã tìm đến bố vợ cầu xin sự giúp đỡ để có tiền đền vụ tai nạn. Đổi lại Khải đồng ý ký vào đơn ly hôn và hứa không làm phiền gia đình Huệ. Thư hay Dũng đã cải bẫy để làm bé mặt vũ. Khải sẽ thoát được vụ rắc rối do mình gây ra hay sẽ phải vào tú. Diễn biến chi tiết tập 42 về nhà đi con lên sóng tối nay, ngày 11 tháng 6.